thiệu với anh chị một chiếc màn thông minh đang được bán chạy nhất thị trường hiện nay. Màn xếp thông minh cực kỳ cao cấp của nhà Quỳnh Anh, khung màn được làm bằng nhựa dẻo carbon siêu bền, khung màn chắc chắn và linh hoạt, chịu được tác động mạnh và độ đàn hồi cao. Điểm đặc biệt của màn nhà Quỳnh Anh là được thiết kế với 3 tầng vải, vải tuyên rất khổ lỗ nhỏ, chống được mọi loại côn trùng. Màn được bổ sung thêm một lớp hàng rào bảo vệ cao 25cm, bảo vệ tối đa ngay cả khi nằm sát màn. Cuối cùng là một lớp bèo vừa chống muỗi tuyệt đối, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ. Màn xếp thông minh thế hệ mới được bổ sung khớp gấp chắc chắn hai bên hông màn, nối toàn bộ khung thành một khối hoàn chỉnh, chống xô lệch và hoàn toàn chắc chắn. Thiết kế với khả năng gấp gọn dễ dàng, phù hợp cho tất cả không gian như phòng ngủ, phòng khách, hoạt động du lịch, picnic hay dã ngoại, có thể đặt trên giường, dưới sàn đều sử dụng được. Màn có màu xanh tươi mát, nhã nhặn, phù hợp với mọi lứa tuổi với đủ loại kích thước: 1m x 1m9, 1m2 x 1m9, 1m4 x 1m9, 1m6 x 2m, 1m8 x 2m, 2m2 x 2m. Màn xếp thông minh vô cùng tiện lợi, tiết kiệm không gian, thời gian và bảo vệ cho cả gia đình, miễn phí vận chuyển. Khi nhận hàng, các bạn có thể kiểm tra hàng thoải mái. Shop Quỳnh Anh là shop duy nhất trên thị trường bảo hành 12 tháng lỗi 1 đổi 1, cam kết uy tín, chất lượng, tạo thương hiệu. Các bạn đặt hàng, vui lòng để lại số điện thoại sẽ có nhân viên nhà Quỳnh Anh tư vấn và hỗ trợ.